Hôm nay, chúng ta sẽ thực hiện một chuyến hành trình để tìm hiểu cuộc thi lập trình giả lập CRCC. Cuộc thi này được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam. Xuất phát từ tập đoàn giáo dục IntelliTech, một tập đoàn giáo dục hàng đầu của Israel, là đất nước của người Do Thái, một trong những dân tộc được mệnh danh là thông minh nhất trên thế giới. CRCC là viết tắt của cụm từ Cyber Robotic Coding Competition, hội thi lập trình robot. Mục tiêu của cuộc thi này là tạo bước khởi đầu chắc chắn cho một số ngành nghề liên quan đến công nghệ cao như lập trình máy tính, chế tạo robot, chế tạo máy, công nghiệp kỹ thuật, nhằm hướng đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Một công dân tiêu biểu của thế kỷ 21 phải đáp ứng được tiêu chí 4C, đó là Communication, giao tiếp, Collaboration, cộng tác, Critical Thinking and Problem Solving, tư duy và giải quyết vấn đề, Creativity, sáng tạo. Và năm nay, năm 2018, cuộc thi lập trình giả lập CRCC lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam dành cho đối tượng học sinh trung học cơ sở. Tham gia cuộc thi này, chẳng những học sinh mà các thầy cô và quý phụ huynh sẽ có cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về cách thức vận hành robot, xây dựng kỹ năng về lập trình. Qua đó, chúng tôi mong muốn học sinh được tiếp xúc, được trải nghiệm và mở rộng kiến thức về các ngành nghề trong lĩnh vực STEM để các em biết được mình là ai, mình có ý thích gì và mình định hướng được con đường tương lai của bản thân. Chính vì cuộc thi CRCC còn khá mới mẻ ở Việt Nam nên chúng tôi quyết định thực hiện phóng sự này và mời các bạn hãy đồng hành cùng chúng tôi để hiểu rõ hội thi này như thế nào. Bây giờ, chúng ta hãy cùng đi xem mọi người đã chuẩn bị tới đâu nhé! Hiện tại thì chúng ta đã đến trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo và hôm nay là sáng thứ hai cho nên các thầy cô và các học sinh ở đây đang có buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần. Cũng đã lâu lắm rồi đang không có tham gia một buổi sinh hoạt như thế này. Thôi thì bây giờ chúng ta hãy cùng các thầy cô và các học sinh sinh hoạt đầu tuần với nhau nhé. Thì cô hiệu phó chuyên môn đang phổ biến thể lệ cuộc thi cũng như là những giải thưởng mà cuộc thi sẽ mang lại cho các em nhằm tạo động lực cũng như là cho các em hiểu rõ hơn về cuộc thi này. Xin chào các bạn, bây giờ chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện ngắn cùng với hai cô giáo xinh đẹp của chúng ta nha. Dạ vâng, chào hai cô. Thì hiện tại cuộc thi của chúng ta đã diễn ra được một thời gian rồi và hai cô cảm thấy cuộc thi này như thế nào ạ? Mình thấy thì cuộc thi này được diễn ra một cách rất là sôi nổi và nhiệt huyết, bởi vì thông qua cuộc thi các em không chỉ được học mà còn được chơi và trải nghiệm những cái công nghệ mới, công nghệ tiên tiến. Vậy hai cô có trực tiếp tham gia thi cùng với các em không ạ? Mình có trực tiếp tham gia với các em, tại vì thấy các em khá là sôi nổi, khá là hào hứng và mình cũng tò mò, mình cũng muốn là xem những cái nhiệm vụ ở trên phần mềm ứng dụng Coder của mình như thế nào. Vậy thì cô đã hoàn thành được bao nhiêu nhiệm vụ rồi thưa cô? Tính đến nay mình hoàn thành được gần 20 nhiệm vụ rồi. Dạ, cái vòng thi này thì nó có 50 nhiệm vụ mà cô đã hoàn thành được 20 nhiệm vụ luôn rồi ạ. Dạ vâng, khi cô đã trực tiếp tham gia cùng các em học sinh như vậy thì cô cảm nhận như thế nào về cuộc thi này ạ? Cuộc thi này mình thấy là một cuộc thi rất là bổ ích vì các em vừa được học, vừa được chơi thông qua cái phần các em trải nghiệm, các em thực hiện những cái nhiệm vụ trên ứng dụng Coder và mình thấy là các em rất là hào hứng, rất là sôi nổi và các em trao đổi với nhau. Các em được rèn luyện thêm kỹ năng về tiếng Anh, về đọc, về phân tích cũng như là về tổng hợp. Hiện nay thì một số người quan điểm là lập trình là một lĩnh vực rất khó và cần phải có thời gian nghiên cứu cũng như cần phải có những kiến thức chuyên sâu. Vậy thì khi đã trực tiếp tham gia cũng như là đồng hành với các học sinh thì hai cô đánh giá như thế nào về quan điểm trên? Thì mình hoàn toàn đồng ý với quan điểm trên, bởi vì lập trình là một cái chuyên môn, một cái lĩnh vực cần phải có thời gian chuyên sâu và rất là khó. Nhưng mà mỗi cuộc thi sẽ đều có cái màu sắc riêng và thông qua cuộc thi này thì các em có thể có thêm kiến thức về khi mà tiếp cận, nó cũng giống như là một đòn bẩy để các em có thể tiếp cận được với công nghệ 4.0 hay là công nghệ Artificial Intelligence, trí tuệ nhân tạo sau này. Dạ, cảm ơn những chia sẻ rất là bổ ích từ hai cô và bây giờ nhờ hai cô hãy dẫn cả đoàn của tụi em đến phòng máy để xem không khí phía dưới như thế nào nhé. Chào em, bây giờ em hãy giới thiệu một ít về bản thân mình để mọi người cùng biết nha. Dạ, em tên là Mẫn và hiện tại em đang học lớp 9/17 của trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo. Chị chào Mẫn, Mẫn có thể chia sẻ ước mơ sau này của em là gì không? Dạ, em nghĩ ước mơ sau này của em là sẽ trở thành một lập trình viên. Qua một lập trình viên, chị nghĩ lập trình viên là một ngành nghề rất là khó đó. Vậy thì đến với cuộc thi lập trình giả lập CICC, em nghĩ nó sẽ có lợi ích gì cho ước mơ của em sau này? Dạ, khi tham gia cuộc thi này thì em được trải nghiệm sáng tạo STEM, và đây là một mô hình học trải nghiệm sáng tạo của thế kỷ 21 hướng đến một cách mạng công nghiệp 4.0. Đến lớp 10 nếu mà cuộc thi được tổ chức một lần nữa thì em có tham gia không em? Dạ, em chắc chắn sẽ tham gia. Em đã hoàn thành được bao nhiêu nhiệm vụ rồi? Dạ, hiện tại thì em đã làm được 40 nhiệm vụ. Vậy bây giờ em có thể biểu diễn cách vận hành một robot cho chị xem không? Dạ, được chứ. Dạ thưa cô, đứng trên góc nhìn là một nhà quản lý giáo dục thì cô đánh giá như thế nào về cuộc thi này ạ? Dạ, bản thân là phụ trách về chuyên môn, nhìn thấy đây là một cái cuộc thi rất là bổ ích cho các em. Và cũng có thể nói đây là một cái sân chơi tạo sự hứng thú, sáng tạo và giúp cho các em trong cái việc trải nghiệm mà theo như tinh thần của Bộ Giáo dục hiện nay. Vậy thì trường của chúng ta đã chuẩn bị cho cuộc thi như thế nào và trong quá trình chuẩn bị thì có gặp khó khăn gì không cô? Chung là về việc chuẩn bị của nhà trường thì cũng đi từ một cái hệ thống. Thứ nhất là nắm bắt tinh thần của phòng giáo dục thì nhà trường cũng có cái kế hoạch để trước hết là giáo viên phải trải nghiệm qua. Rồi sau đó là tất cả các giáo viên làm công tác chủ nhiệm là một trong những giáo viên trực tiếp để hướng dẫn cho các em tham gia cái cuộc chơi này, và bên cạnh đó thì nhà trường cũng phổ biến rộng rãi dưới cờ. Vậy thì cô đánh giá như thế nào về lợi ích mà cuộc thi mang lại cho nhà trường nói chung và cho các giáo viên cũng như là học sinh là cô? Về mặt quản lý giáo dục thì đây là một cái cuộc thi mà như bản thân làm phụ trách chuyên môn á, thì thấy nó có rất là nhiều cái lợi ích. Thứ nhất là cũng giúp cho nhà trường tạo cho các em một cái sân chơi mà đã thu hút các em, để các em cũng là một cái trò chơi nhưng mà nó khác hẳn với những cái trò chơi game thông thường như trò chơi bạo lực. Đó là một cái cách để mà mình tách rời các em ra những cái cuộc chơi không bổ ích. Và qua cái cuộc chơi này còn thấy được cái khả năng, cái năng lực của học sinh mình về cái sáng tạo của các em. Và từ đó nhà trường cũng tìm ra được những bạn học sinh có năng lực sáng tạo và thực hiện được cái đam mê của các em, tạo cái điều kiện để cho các em thực hiện đam mê của mình. Cuộc thi của chúng ta có một trang Facebook tên là Cuộc thi lập trình giả lập CICC và Coder. Thì trên trang này nó sẽ có rất nhiều thông tin bổ ích, có thể cập nhật về tình hình cuộc thi ở bên Mỹ, những hình ảnh, những tư liệu cần thiết và những cái kiến thức về công nghệ. Thì nếu cô có thời gian, cô có thể cập nhật vào đây để có những thông tin thêm cho cuộc thi này. Có một vấn đề là em muốn hỏi cô là cô có biết được cái vị trí xếp hạng của trường mình hiện tại đến ngày hôm nay trên bảng xếp hạng không ạ? Thì cũng qua tìm hiểu, cập nhật về cái việc thi cử của học sinh trường cũng như giáo viên nhà trường, thì đến chiều ngày thứ Sáu thì cũng được biết được cái vị trí xếp hạng của nhà trường, đó là đang đứng thứ 2. Còn ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật thì chưa cập nhật kịp, cho nên là hiện giờ thì cũng chưa biết thực tế là đến giờ lúc này là trường đã xếp thứ mấy. Dạ, thì theo thông tin mà em vừa nhận được từ ban tổ chức thì trường của chúng ta vẫn đang giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng đó cô. Em chúc mừng cô cũng như là chúc mừng trường mình đã có một kết quả thi rất là tốt. Và cuối cùng thì em cảm ơn cô về những chia sẻ vừa rồi, và thay mặt ban tổ chức em xin gửi lời chúc sức khỏe đến cô, chúc cho trường của chúng ta luôn đạt được những thành tích tốt trong thi đua học tập. Và cũng thay mặt cho ban giám hiệu nhà trường cùng toàn thể học sinh cũng chúc cho cái cuộc thi của chúng ta tổ chức và thành công tốt đẹp, và mong rằng cái cuộc thi sẽ có nhiều những bạn học sinh cũng như các giáo viên chúng ta sẽ biết và chúng ta sẽ tham gia để cái cuộc thi của chúng ta thành công hơn. Dạ, em cảm ơn cô ạ. Các bạn thấy đó, không khí cuộc thi tại trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo đang rất sôi động, và mình xin nhắc lại một lần nữa là trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo của chúng ta đang giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng của cuộc thi lập trình giả lập CICC Việt Nam năm 2018. Không biết là bây giờ không khí của cuộc thi ở những trường khác như thế nào, chúng ta sẽ ghé thăm địa điểm tiếp theo nha. tạm chia tay với trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo. Địa điểm tiếp theo mà chúng ta sẽ ghé thăm là trường trung học cơ sở Lê Quang Định. Đây cũng là một trong những ngôi trường đang giữ thứ hạng rất cao trên bảng xếp hạng của cuộc thi lập trình giả lập CICC Việt Nam năm 2018. Đây là một cuộc thi được phối hợp tổ chức bởi tập đoàn IntelliTech, công ty 3A và công ty cổ phần mạng trực tuyến Việt Sin VsionGlobal. Và bây giờ, mời các bạn hãy cùng mình đi vào trong để xem không khí cuộc thi đang diễn ra như thế nào nha. Chào các bạn, hiện tại thì mình thấy ở đây có một nhóm học sinh đang thảo luận rất là sôi nổi. Không biết là các em đang thảo luận về vấn đề gì? Bây giờ chúng ta hãy đến và trò chuyện với các em ấy nhé. Vậy chào các em. Các em đang làm gì ở đây vậy? Dạ, bọn em đang tham gia cuộc thi lập trình CICC ạ. À, vậy thì các em đã tham gia đến vòng thứ mấy rồi? Dạ, hiện tại thì em đang vướng ở vòng 40 ạ. Còn em thì sao? Dạ, em chỉ còn một nhiệm vụ cuối cùng là em hoàn thành rồi ạ. Một ngày thì các em dành bao nhiêu thời gian cho cuộc thi này? Dạ, bình thường thì em dành khoảng từ 1,5 tiếng đến 2 tiếng để tham gia cuộc thi ạ. Ừ. Dạ. Em cũng giống bạn, em cũng dành từ 1,5 tiếng đến 2 tiếng. Còn các em? Dạ. Em dành 2 tiếng một ngày để tham gia cuộc thi. Ừ. Dạ, em thì 3 tiếng ngày. Vậy các em cảm nhận như thế nào khi tham gia cuộc thi? Dạ, em thấy cuộc thi này là một mô hình hết sức mới lạ, thú vị và thu hút rất là nhiều các bạn học sinh tham gia. Dạ, cuộc thi này còn giúp em tăng khả năng sáng tạo cũng như là tăng IQ của em lên rất là nhiều ạ. Còn bạn thì sao? Dạ, cuộc thi này giúp em giải trí sau mỗi giờ, trong mỗi giờ học làm việc mình làm mỗi giờ học mệt nhọc. Còn bạn kia? Dạ, thưa chị là cuộc thi này có thể giúp chúng ta rèn luyện tính tư duy cũng như là xử lý tình huống. Thế thì các em thường nghiên cứu về cuộc thi này ở trường, ở lớp hay là em còn nghiên cứu ở đâu nữa không? Dạ, thưa chị là em thường nghiên cứu ở nhà là chính đó. Vậy thì các bạn ơi, bây giờ chúng ta hãy đến nhà của học sinh để tham quan công trình nghiên cứu tại nhà của em ấy nhé. Hiện tại thì đang đã đến nhà của một bé học sinh và bây giờ mình hãy đi vào trong để xem bé ấy thực hiện bài thi trong cuộc thi lập trình giả lập CICC tại nhà như thế nào nhé. Chị chào em. Bé ơi, em ngồi xích qua đây để chị em mình có thể có trao đổi ngắn với nhau nè. Bây giờ em hãy giới thiệu về bản thân mình đi. Em tên là Nguyễn Hoàng Lan, em là học sinh của lớp 65. Lan ơi, em đang làm gì vậy? Em đang hoàn thành cuộc thi lập trình robot CICC. Vậy cái việc tham gia thi này có ảnh hưởng đến việc học của em không? Dạ, không có ảnh hưởng gì. Bởi vì thời gian tham gia cuộc thi rất thoải mái. Em chỉ cần bỏ ra 20 đến 30 phút sau mỗi giờ học để hoàn thành một nhiệm vụ. Chỉ cần 20 đến 30 phút là đã hoàn thành một nhiệm vụ rồi. Vậy theo chị được biết thì em học lớp 6, tức là chưa có tiếp xúc với lập trình. Thì em nghĩ lập trình như thế nào? Nó có quá khó với em không? Vậy nó cũng không khó lắm. Bởi vì khi mà tham gia cuộc thi này, nó sẽ đem lại điều mới mẻ cho em. À, em có quyết tâm giành chiến thắng không nè? Dạ, em quyết tâm giành chiến thắng. À, chị nhìn thấy ở trên góc học tập của em là có cái câu slogan của chương trình. Rồi bây giờ chị em mình hãy nhìn thẳng vào ống kính và đọc thật to câu này để thể hiện tinh thần quyết tâm giành chiến thắng nha. May the code be with you. Với sự sôi nổi, hào hứng tham gia cuộc thi CICC của học sinh, phụ huynh và thầy cô ở các trường trung học cơ sở, chúng tôi thấy đêm chung kết tới đây sẽ là một trận chung kết đầy kịch tính và sôi động. Chúc các đội hoàn thành bài thi thật xuất sắc. May the code be with you. Yeah. May the code be with you. May the code be with you. May the code be with you. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của Tập đoàn Giáo dục IntelliTech, công ty 3A, công ty cổ phần mạng trực tuyến Việt Sin.